Ai là tiểu long nữ đẹp nhất trong phim Trưởng Kim Dung? Điểm qua các tác phẩm kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung, Thần Điêu Đại Hiệp có lẽ là sáng tác được chuyển thể thành phim, làm đi làm lại nhiều lần nhất. Trong số đó, Tiểu Long Nữ là nhân vật nổi tiếng nhất nên mỗi khi phim được làm lại, cái tên diễn viên đảm nhận vai diễn này lại thu hút nhiều sự chú ý. Diện mạo, Kim Dung miêu tả sắc đẹp tuyệt trần, trong sáng như gương, dịu dàng như ngọc của Tiểu Long Nữ khi nàng gặp Dương Quá lần đầu trong Hồi Năm Như Sao. Dương Quá ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bàn tay trắng như ngọc dán tấm màn che, rồi một thiếu nữ bước vào. Thiếu nữ ấy mặc bộ đồ lụa màu trắng, tưởng như thân hình ấy đang trong một lớp sương mù. Nàng trạc 17, 18 tuổi, trừ mái tóc đen, toàn thân nàng trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt vời, có điều da dẻ trắng xanh, thiếu màu hồng. Dương Quá ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của nàng, nó cảm thấy thiếu nữ thật thanh lệ tú nhã, càng nhìn càng ưa thích. Song thần sắc lại lạnh lùng, đúng là thanh khiết như băng tuyết, giá lạnh như băng tuyết. Thật chẳng biết nàng mừng hay giận, buồn hay vui. Bạch y thiếu nữ tú mỹ này chính là Tiểu Long Nữ, chủ nhân của Hoạt Tử Nhân Mộ này. Nàng đã 18 tuổi, có điều sống lâu trong hầm mộ, không có ánh nắng, nội công tu luyện lại theo đường khắc chế tâm ý nên trông trẻ hơn các thiếu nữ cùng trang lứa tới mấy tuổi. Tính cách, Tiểu Long Nữ từ nhỏ đã sống trong cổ mộ, ngôi mộ dành cho người sống mà tình như đã chết, vốn là chốn cũ của Dương Trùng Dương xây dựng khi lòng đã nguội lạnh với đời, lại được dạy dỗ nghiêm khắc bởi sư phụ nên rất ngây thơ nhưng lạnh lùng, ít nói, suy nghĩ lại chất phác, đơn thuần, thường thể hiện ra ngoài vẻ thờ ơ, có chút vô tình. Bản tính nàng trầm mặc nhưng đối với Dương Quá lại hết mực dịu dàng, nồng, chu đáo. Cuộc đời Tiểu Long Nữ là một đứa trẻ mồ côi được trưởng môn sư thái đời thứ hai của phái cổ mộ Nhật về nuôi và nhận làm đệ tử. Từ nhỏ cách ly thế tục, không vướng bụi trần, không lụy tình cảm, nét mặt thánh khiết, không sầu không vui. Nhưng cũng ngây thơ vô cùng, nàng luôn mặc một bộ đồ trắng muốt như tuyết, đêm ngủ trên chiếc giường hàn ngọc lạnh như băng. Luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh, nhan sắc cứ luôn như ngọc nữ, chẳng bao giờ già, nàng có khả năng điều khiển đàn ong mật sắc trắng. Tên Tiểu Long Nữ cũng là do sư phụ nàng đặt và nàng được yêu quý như thánh nữ, năm nàng 14 tuổi. Sư phụ Tiểu Long Nữ vì bảo vệ mật thất cổ mộ đã qua đời, bà để lại cho nàng chức trưởng môn và toàn bộ mật thất cổ mộ. Lý Mạc Sầu muốn có được Ngọc Nữ Tâm Kinh, bộ tâm pháp do tổ sư Lâm Triều Anh để lại. Phao truyền khắp nơi rằng sư muội là Tiểu Long Nữ đang mở hội tỷ võ chiêu thân, người được chọn làm lang quân của nàng sẽ được thừa hưởng tất cả những võ công tuyệt diệu của phái cổ mộ tại núi Trung Nam. Hay tin đó, không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt trong thiên hạ lẫn hàng vương tôn công tử như Hoắc Đô cũng đến cầu hôn, gây bao nhiêu rắc rối cho đám đạo sĩ của phái Toàn Chân ở gần đó. Cũng chính vào năm này, Quách Tĩnh đưa Dương Quá tới cung Trùng Dương học nghệ vì bị sư phụ cùng các sư huynh ăn hiếp. Do đánh lại sư huynh, Dương Quá chạy trốn khỏi Toàn Chân giáo, chàng tình cờ lạc vào mật thất cổ mộ và gặp Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ ban đầu không đồng ý cho Dương Quá ở lại, bắt buộc tôn bà phải đưa Dương Quá rời đi. Đến cung Trùng Dương thì Hách Đại Thông lỡ tay đả trọng thương tôn bà, Tiểu Long Nữ đến đưa bà và đem Dương Quá về Hoạt Tử Nhân Mộ. Trước lúc chết, tôn bà có xin Tiểu Long Nữ lo cho Dương Quá cả đời, Tiểu Long Nữ đồng ý và bắt đầu truyền dạy võ công phái cổ mộ và cách thức chỉ huy đàn ong mật đánh trận cho Dương Quá. Cậu bé Dương Quá sôi nổi nhiệt tình ấy đã khuấy động chốn cổ mộ âm u lạnh lẽo, khuấy động cả cõi lòng tịch mịch của Tiểu Long Nữ. Có Dương Quá, nàng không còn tĩnh tâm được nữa, cô bắt đầu thầm nghĩ đến thế giới rộng lớn và náo nhiệt bên ngoài. Thở dài với môn quy khiến suốt đời ở trong cổ mộ, dần dần tình cảm họ dành cho nhau trong lúc không biết không cảm thấy đã vượt quá danh phận sư đồ. Lạ thay, trong chốn thâm u chỉ có hai kẻ thanh xuân ấy vậy mà họ chưa từng có dù chỉ một ý nghĩ sắc dục về nhau. Kể cả khi hai người phải cởi bỏ xiêm áo để luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh thì vẫn là một kẻ lạnh lùng, một người cung kính, chỉ cảm thấy việc đó là một nan đề chứ không có ý niệm gì khác. Đó là một tình yêu trong vắt đáng ngưỡng mộ của hai tâm hồn trinh bạch. 4 năm sau, tình cờ Âu Dương Phong xuất hiện ở núi Trung Nam. Do bị tẩu hỏa nhập ma, Âu Dương Phong nhận nhầm Dương Quá là Dương Khang, nghĩa tử của y, và muốn truyền dạy võ công cho Dương Quá. Tiểu Long Nữ bị Âu Dương Phong phong tỏa huyệt đạo để đề phòng nàng đi theo và dẫn Dương Quá đi nơi khác luyện công. Chính vì thế Tiểu Long Nữ đã bị Doãn Chí Bình dễ dàng làm nhục. Tiểu Long Nữ vì bị vải che mắt,
cứ ngỡ là Dương quá làm mà không dám nhận thôi thì việc đã rồi, từ nay danh phận phải đổi. Thế nhưng một bên cứ chàng chàng thiếp thiếp, một bên vẫn vô tư gọi cô xưng đệ tử. Tiểu Long Nữ đau đớn bẽ bàng từ biệt Dương quá, dấn thân vào nơi vô định, để lại anh chàng hoang mang không hiểu gì hết. Dương quá sau đó rất hối hận và nhận ra tình cảm của mình với Tiểu Long Nữ, chàng liền đi khắp nơi tìm Tiểu Long Nữ để mong nàng tha thứ, và chàng luôn xem Tiểu Long Nữ là vợ mình. Trải qua nhiều biến cố, mối tình sâu đậm giữa hai người tuy đi ngược lại quan niệm đạo lý của xã hội Trung Hoa cổ nhưng vẫn có kết cục viên mãn nhờ sức mạnh tình yêu. Sự thủy chung vượt lên mọi rào cản, Tiểu Long Nữ và Dương quá quy ẩn giang hồ, sống một cuộc sống tự do tự tại. Võ công Tiểu Long Nữ là truyền nhân đời thứ tư của phái Cổ Mộ. Võ công của nàng được chân truyền từ sư tổ Lâm Triều Anh với bí kíp thượng thừa do Lâm Triều Anh sáng tạo là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Khi nhận Dương quá làm đồ đệ, Tiểu Long Nữ dùng Ngọc Nữ kiếm pháp kết hợp với Dương quá dùng toàn chân kiếm pháp. Hai người phát huy được tầng cuối cùng của Ngọc Nữ Tâm Kinh là Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp, tạo thành thế liên thủ song kiếm hợp bích cực kỳ lợi hại, từng đánh thắng cả nhất đại tông sư của Mông Cổ là Kim Luân Pháp Vương. Sau này Tiểu Long Nữ còn học được thuật song thủ hỗ bác của Chu Bá Thông, qua đó tự mình thi triển Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp mà không cần phải liên thủ cùng Dương quá. Các mối quan hệ, nàng có rất ít mối quan hệ, vừa là sư phụ vừa là thê tử của Dương quá. Là sư muội của Lý Mạc Sầu, tuy nhiên con người này luôn giáp tâm hãm hại Tiểu Long Nữ, vì hiểu lầm mà suýt kết hôn với Công Tôn Chỉ. Từ sự kiện này dẫn đến ly biệt với Dương quá 16 năm, phim ảnh, các diễn viên đã từng thủ vai. Phim điện ảnh, Nam Hồng, Dương Quân Quân, Quan Chi Lâm, phim truyền hình, Lý Tống Minh, 1976, Trần Ngọc Liên, 1983. Phan Nghinh Tử, 1984, Lý Nhược Đồng, 1995, Phạm Văn Phương, 1998, Ngô Thanh Liên, 1998, Lưu Diệc Phi, 2006, Trần Nghiên Hy, 2014, Mao Hiểu Tuệ, 2019. Lý Thông Minh, Thần Điêu Đại Hiệp 1976, năm 1976. Phim Thần Điêu Đại Hiệp đầu tiên được ra mắt nhờ đài truyền hình Rai Nghệ, Hồng Kông. Trong phim, Lý Thông Minh, một nữ diễn viên tên tuổi thời điểm đó đảm nhận vai Tiểu Long Nữ, còn nam diễn viên La Lạc Lâm vào vai Dương Quá. Diễn xuất của Lý Thông Minh nhận được nhiều lời khen và làm hài lòng khán giả. Một phần cũng do đây là phiên bản đầu tiên nên người xem không thể so sánh. Vì vậy vai diễn của Lý Thông Minh được khán giả chấp nhận. Tuy nhiên, Tiểu Long Nữ trong miêu tả của Kim Dung là một nữ hiệp dịu dàng, đằm thắm nên ngoại hình với đôi mắt to, sắc sảo của Lý Thông Minh lại bị nhận xét là không phù hợp. Ngoài ra, trang phục của Lý Thông Minh trong tạo hình Tiểu Long Nữ cũng không mấy nổi bật. Trần Ngọc Liên, Thần Điêu Đại Hiệp 1983, là nàng Tiểu Long Nữ thứ hai của màn ảnh. Trần Ngọc Liên được xem là Tiểu Long Nữ xuất sắc nhất, góp mặt trong Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản 1983 do đài TVB sản xuất. Nữ diễn viên xứ Cảng Thơm nhận được sự ủng hộ từ khán giả ngay từ đầu. Khác với Lý Thông Minh, Trần Ngọc Liên được đánh giá cao về nhan sắc lẫn diễn xuất. Nếu Tiểu Long Nữ bản 1976 bị đánh giá là có ngoại hình không phù hợp thì Trần Ngọc Liên lại gây ấn tượng bởi nét đẹp dịu dàng, ngây thơ, dù Tiểu Long Nữ của cô có phần hơi yếu đuối một chút so với nhân vật gốc. Nhà văn Kim Dung từng chia sẻ, ông rất hài lòng với phiên bản 1983 bởi sự gần gũi về nguyên tác, lại bị nhận xét là không phù hợp. Ngoài ra, trang phục của Lý Thông Minh trong tạo hình Tiểu Long Nữ cũng không mấy nổi bật. Tiểu Long Nữ Trần Ngọc Liên lần đầu tiết lộ lý do chia tay Châu Quân Phát. Dù mối tình lãng mạn kéo dài 5 năm, Trần Ngọc Liên và Châu Quân Phát vẫn không thành, phá nát hy vọng của người hâm mộ về một đám cưới trong mơ. Mãi sau 40 năm, nguyên nhân tan vỡ mới được người trong cuộc hé lộ. Trần Ngọc Liên và Châu Quân Phát gặp nhau trên trường quay phim truyền hình TVB năm 1978 Đại Thanh Vang TT Fair, Hell's Chết Tham hôm 14/6. Nữ diễn viên 59 tuổi đã bật mí với truyền thông nguyên nhân được ai thấy đi. Đó là do mẹ bạn trai không ấn tượng với cách nói bộc trực, quá thẳng của mình. Ngôi sao Bến Thượng Hải, nay 64 tuổi, đã tôn trọng ý kiến của mẹ. Tôi còn trẻ và cứng đầu, tôi nói bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu và điều đó không phù hợp với mẹ anh ấy. Trần Ngọc Liên bộc bạch,
nữ diễn viên đã rời ngành giải trí vào đầu những năm 1990. Dù nổi đình đám với vai diễn trong bộ phim truyền hình Thần Điêu Đại Hiệp 1983-1984, đóng cùng Lưu Đức Hoa, cũng sau bộ phim này, cả hai không còn gặp nhau nữa. Khi mối quan hệ của họ tan vỡ, Châu Quận Phát đã gây sốc cho ngành giải trí Hồng Kông khi nhập viện. Truyền thông lúc đó đưa tin tài tử đã cố tự tử nhưng bất thành. Khi Châu Quận Phát trong bệnh viện, Ngọc Liên ở bên chăm sóc ông, bà lặng lẽ ra đi khi tình trạng sức khỏe của ông tiến triển tốt. Về phần mình, Trần Ngọc Liên cũng không thể quên mối tình sâu đậm đó. Bà kể luôn nhớ bạn trai cũ nhưng chấp nhận chia tay vì kính nể sự hiếu thảo của ông. Điều tôi thích nhất ở Châu vì anh là một người con hiếu thảo. Anh ấy từng nói với tôi rằng chỉ có thể cho tôi 15% tình yêu của anh ấy, vì 85% tình cảm còn lại dành cho mẹ. Trần Ngọc Liên tâm sự, nửa năm sau khi chia tay Trần Ngọc Liên, ngôi sao thần bài kết hôn với nữ diễn viên Dư An An. Nhưng cũng vì mẹ của Châu Nhuận Phát không hài lòng cô con dâu thích tiệc tùng xa hoa, gia đình ngày càng mâu thuẫn. Cả hai đường ai nấy đi sau 9 tháng chung sống. Cuộc hôn nhân thứ hai của ông là với con gái một doanh nhân giàu có tên Trần Hội Liên khi tới Singapore biểu diễn. Với cách cư xử khéo léo, Trần Hội Liên được lòng mẹ của Châu Nhuận Phát. Hai người tổ chức đám cưới năm 1987 và chung sống hạnh phúc đến nay mặc cho không con cái. Còn Trần Ngọc Liên sau khi chia tay tài tử Bến Thượng Hải, bà đến với một người đàn ông kinh doanh sòng bạc vào năm 1984 nhưng họ đã ly dị 8 năm sau đó. Bà chia sẻ với truyền thông Đài Loan rằng chưa bao giờ gặp vợ Châu Nhuận Phát hiện tại nhưng đã dành lời tốt đẹp cho Trần Hội Liên. Tôi cảm thấy rằng cô ấy là người thực sự có thể giúp Châu Nhuận Phát và không thể thiếu trong sự nghiệp của anh. Nếu tôi vẫn ở bên anh ấy, sự nghiệp của anh ấy sẽ không ở mức như ngày hôm nay. Và tôi đã không thể giúp anh ấy trở thành một ngôi sao quốc tế. Bà tâm sự, Trần Hội Liên cũng là quản lý cho họ Châu sau khi kết hôn, đã mở ra cánh cửa cho ông vào Hollywood, với các vai diễn trong các bộ phim như Pirates of the Caribbean, Advent. Hiện tại đôi tình nhân cũ của TVB có một điểm chung là hoạt động từ thiện. Tiểu Long Nữ nhận nuôi một bé gái, hiện tập trung vào công việc từ thiện và kinh doanh. Trong khi đó, ngôi sao 64 tuổi thề quyên góp mọi tài sản của mình cho tổ chức từ thiện sau khi qua đời. Phan Nghinh Tử, Thần Điêu Đại Hiệp 1984, một năm sau vai diễn Tiểu Long Nữ gần như xuất sắc của Trần Ngọc Liên, Phan Nghinh Tử là nữ diễn viên tiếp theo trở thành cô trong Thần Điêu Đại Hiệp 1984. Thế nhưng, dù được biết đến là một mỹ nhân cổ trang với nhan sắc vừa ngây thơ vừa sắc sảo, Phan Kinh Tử vẫn không thể trở thành nàng Tiểu Long Nữ trong lòng công chúng. Nhiều khán giả còn cho rằng, với nhan sắc của Phan Kinh Tử, cô phù hợp với vai Hoàng Dung, con gái của đảo chủ đảo Đào Hoa Đông Tà Hoàng Dược Sư hơn. Không chỉ vậy, nếu mang tạo hình của Phan Kinh Tử thời điểm đó ra xem lại, nhiều khán giả sẽ cảm thấy hơi sến và có nhiều nét giống công chúa hơn là người đứng đầu phái cổ mộ với võ công cao cường.
Lý Nhược Đồng, Thần Điêu Đại Hiệp 1995. Nhắc đến vai diễn Tiểu Long Nữ của Thần Điêu Đại Hiệp, có lẽ khán giả sẽ nhớ nhất phiên bản do Lý Nhược Đồng thủ vai. Thậm chí, cái bóng của cô lớn đến mức các nữ diễn viên sau này gần như bị lu mờ. Trừ Lưu Diệc Phi may mắn có nhan sắc thanh thuần thoát tục mới có thể so kè cùng đàn chị của mình. Sau phiên bản năm 1983, đài TVB quyết định làm lại một phiên bản khác của Thần Điêu Đại Hiệp. Lý Nhược Đồng thời điểm đó là một người mẫu tự do đi thử vai, nhưng sau khi hóa trang, cô đã chiếm được sự tin tưởng của giám chế Lý Thiên Thắng. Trong tất cả các phiên bản, tạo hình của Lý Nhược Đồng là đơn giản nhất, từ kiểu tóc đến trang phục, nhưng cô lại được xem là Tiểu Long Nữ giống với nguyên tác nhất. Ngoài ra, kỹ năng diễn xuất của cô không quá nhiều tại thời điểm vào vai Tiểu Long Nữ, một điều tưởng chừng là bất lợi nhưng lại vô tình trở thành lợi thế của Lý Nhược Đồng. Tiểu Long Nữ từ nhỏ sống trong cổ mộ, được sư phụ dạy dỗ nghiêm khắc và không biết đến thế sự bên ngoài. Vì vậy, cô rất trong sáng, thuần khiết và mọi thứ trong mắt Tiểu Long Nữ rất tự nhiên. Lý Nhược Đồng vì diễn xuất theo cảm xúc, bản năng nên đã mang đến một Tiểu Long Nữ đời thường nhất, không hoa mỹ cầu kỳ. Cuộc sống tình cảm chuyên chuyên của Tiểu Long Nữ 1995, dù chỉ có duy nhất một mối tình nhưng Lý Nhược Đồng đã đánh mất tuổi thanh xuân của mình, tự gánh lấy nỗi đau không thể nói bằng lời. Nhắc đến Lý Nhược Đồng là khán giả nhớ ngay đến hình ảnh nàng Tiểu Long Nữ với vẻ đẹp mong manh, thuần khiết trong bộ phim truyền hình TVBT Thần Điêu Đại Hiệp 1995. Đó cũng là vai diễn thành công nhất của mỹ nhân xuất thân là tiếp viên hàng không. Năm 1990, Lý Nhược Đồng được công ty quảng cáo phát hiện. Sau đó cô lọt vào mắt đạo diễn Từ Khắc, đảm nhận vai phản diện trong phim Yêu Thú Đô Thị 1992, chính thức đặt bước chân lên màn ảnh rộng. Lý Nhược Đồng đã tham gia một số phim điện ảnh như Hỏa Thiêu Thiếu Lâm Tự, Phi Hổ Hùng Tâm, trước khi nhận lời mời của TVB đảm nhận vai Tiểu Long Nữ trong bản dựng Thần Điêu Đại Hiệp 1995. Mặc dù lần đầu tiên đóng phim truyền hình nhưng ngoại hình và diễn xuất của Lý Nhược Đồng đã nhanh chóng chinh phục khán giả. Cô kết hợp cùng Cổ Thiện Lạc, lúc ấy vẫn chưa nổi tiếng, tái hiện một thiên tình sử trong thế giới võ hiệp Kim Dung. Suốt 19 năm qua, Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng vẫn luôn được xem là hình ảnh đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Thành công này mang lại cho cô nhiều cơ hội, song cũng khiến cô phải loay hoay tìm kiếm những vai diễn khác. Cảm thấy sự nghiệp diễn xuất sẽ rất chán nếu khán giả chỉ nhớ đến Tiểu Long Nữ, nên sau khi có tình yêu với triệu phú Hồng Kông Quách Ứng Tuyền, Lý Nhược Đồng bắt đầu giảm dần công việc diễn xuất. Đến năm 2004 thì ngưng hẳn. Mối tình kéo dài từ năm 1998 đến năm 2008 với nhiều biến động lớn đã khiến người ta thay đổi cái nhìn về Lý Nhược Đồng. Bởi cô không giống như những mỹ nhân cặp đại gia khác thường chia tay khi đối tượng sạch túi. Bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, sản nghiệp của Quách Ứng Tuyền lần lượt đội nón ra đi, nợ như chú chổm. Lý Nhược Đồng luôn ở bên cạnh vị đại gia thất thế này vào giai đoạn bi đát nhất của ông. Thế nhưng sau khi ổn định được kinh tế vào năm 2008, thay vì cho một danh phận chính thức thì Quách Ứng Tuyền lại kiên quyết đòi chia tay Lý Nhược Đồng. Dành 10 năm cho một mối tình đầy sóng gió, Lý Nhược Đồng mất trắng khi bị bỏ rơi. Thêm vào đó, cái chết của người cha chưa đầy một năm sau đó khiến nàng Tiểu Long Nữ đau buồn đến cùng cực, bị trầm cảm, suýt tự tử. Đó là thời kỳ đen tối nhất với nỗi đau không thể nói thành lời mà tôi phải chịu đựng. Sau 9 năm xa máy quay, năm 2013 Lý Nhược Đồng trở lại phim trường, tái ngộ khán giả TVB qua Black. Tác phẩm truyền hình quy tụ một dàn nữ diễn viên trung niên từng nổi tiếng như Trang Hân Yến, Diệp Uẩn Nghi, Lý Lệ Trân, Viên Khiết Doanh. Ở tuổi ngoài 40, Lý Nhược Đồng vẫn xinh đẹp, trẻ trung, vượt qua cú sốc tình cảm. Hiện tại cô không còn mặn mà với phim ảnh, chỉ thích ở nhà chăm sóc các cháu. Phạm Văn Phương, Thần Điêu Đại Hiệp 1998. Nếu Phạm Văn Phương từng thành công với vai diễn Hằng Nga hay Bạch Xà bao nhiêu thì trong Thần Điêu Đại Hiệp 1988 do truyền hình Singapore sản xuất, vai diễn Tiểu Long Nữ của vợ Lý Minh Thuận lại không được đánh giá cao. Xuất hiện trong phim, Phạm Văn Phương khiến khán giả khó tìm được điểm để chê trong diễn xuất của cô, nhưng cũng vì vậy, diễn xuất đều đặn khiến người xem không cảm nhận được sự nổi bật. Trong khi đó, tạo hình của Tiểu Long Nữ bản 1998 cũng bị chê là quá cầu kỳ nhưng không đẹp mắt.
Chính thức bước qua tuổi 48, Phạm Văn Phương vẫn giữ vị trí quốc bảo của đảo quốc Singapore nhờ sự nghiệp thành công và gia đình viên mãn. Từ sau khi sinh con trai Z năm 2014, Phạm Văn Phương ngừng đóng phim, tuy vậy cô vẫn có tên trong danh sách 10 ngôi sao giàu nhất Singapore năm 2018 với tài sản trị giá 28.7 triệu đô la Mỹ. Ở tuổi 48, người đẹp vẫn giữ vị trí quốc bảo của hòn đảo này nhờ sự nghiệp và gia đình viên mãn. Người đẹp đa tài, chăm chỉ, dù Singapore có một vị trí khiêm tốn trong làng giải trí Hoa ngữ về số lượng tác phẩm cũng như nghệ sĩ, nhưng Phạm Văn Phương vẫn là viên ngọc sáng nhiều năm nay mà đảo quốc này luôn tự hào. Cô sinh ngày 27 tháng 1 năm 1971 tại Singapore, tổ tiên là người gốc Huệ Châu, Quảng Đông. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Phạm Văn Phương vào trường quốc tế Temasek Secondary School ở Singapore với môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh. Từ nhỏ, Phạm Văn Phương đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất nên là thành viên của đội kịch trong trường cũng như nhiều chương trình thiếu nhi trên truyền hình. Năm 1988, Phạm Văn Phương tò mò tham gia và đoạt giải nhất cuộc thi tuyển chọn người đẹp của tạp chí Hơ Uôn. Đây là bước đệm thuận lợi để cô đặt chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu, dù có thu nhập tốt nhưng Phạm Văn Phương chỉ làm người mẫu nửa thời gian. Phần còn lại cô dành cho việc học, cô nhận được bằng tốt nghiệp về kinh doanh thời trang của LIFS. Phạm Văn Phương là nghệ sĩ đa năng khi có thể làm diễn viên phim điện ảnh, truyền hình, MC, người mẫu, quảng cáo, ca sĩ và mở rộng hoạt động khắp thế giới chứ không riêng Singapore. Từ bộ phim đầu tiên năm 1989 cho đến phim cuối cùng năm 2013, Phạm Văn Phương đã có 24 năm lao động miệt mài. Nữ diễn viên được biết đến và yêu mến ở 27 nước vùng lãnh thổ, các hoạt động của cô vô cùng phong phú ở nhiều lĩnh vực trong cùng một thời điểm chứng tỏ tài năng và sự chăm chỉ tuyệt vời. Năm 1989, lần đầu tiên Phạm Văn Phương góp mặt trong bộ phim truyền hình Thunder Cop. Đến năm 1993, cô bắt đầu phát triển sự nghiệp ở Đài Loan và ngay năm sau đã có hai phim Mỹ Mộng Thành Chân, Giấc Mơ Thành Hiện Thực và Dũng Giả Vô Ưu. Năm 1995, cô tiếp tục thành công với phim Dương Quang Hỏa Xa và Huyết Án Mê Tình. Năm 1996, Phạm Văn Phương ra mắt album riêng đầu tay ở Singapore mang tên Fantasy. Tiếp sau đó là album Cuộc Sống Một Người ở Đài Loan. Đến năm 1997, Phạm Văn Phương trở lại Singapore nhận vai Tiểu Long Nữ trong phim Thần Điêu Đại Hiệp. Bộ phim nổi tiếng khắp làng giải trí Hoa ngữ thế giới, đưa tên tuổi của Phạm Văn Phương lên một tầm cao mới. Cô và Lý Minh Thuận trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng của truyện tình kinh điển mà người mê võ hiệp Kim Dung không thể không nhắc tới. Năm 1999, Phạm Văn Phương đóng phim Lời Nói Thật và nhận được giải điện ảnh Kim Tượng của Hồng Kông. Cùng lúc đó, bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ của cô được phát sóng đồng thời ở Singapore và Đài Loan đều đạt hiệu suất người xem khá cao. Ngoài ra, cô còn phát hành ca khúc The Moment of Magic, hát cùng nhóm 911 của anh ca khúc Private Number. Hai ca khúc đều đoạt giải Giải Bạch Kim và giúp cô giành giải thưởng nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Cô cũng đoạt được giải nữ diễn viên được yêu thích nhất ở Malaysia, giải thưởng thành tựu đặc biệt tại lễ trao giải Hồng Tinh Star Award của Singapore. Năm 2002, Phạm Văn Phương lần đầu lấn sân Hollywood với bộ phim Shanghai Night đóng cùng với Thành Long, Owen Wilson và nhận được giải điện ảnh MTV của Hollywood. 2004 có lẽ là năm bận rộn nhất của Phạm Văn Phương khi cô có cơ hội tham gia nhiều dự án. Trong đó có phim điện ảnh Đức House of Harmony, phim điện ảnh Đài Loan Long Nhãn Châu và phim truyền hình Tôi Yêu Chung Vô Diệm. Năm 2005, Phạm Văn Phương cùng Lý Minh Thuận, Âu Dương Trấn Hoa tham gia phim truyền hình Phúc Lộc Thọ, Tam Tinh Báo Hỷ. Năm 2007, với phim truyền hình Liêu Trai Kỳ Nữ Tử Chi Liên Thành và Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ Phong Vũ Cửu Thiên, Phạm Văn Phương trở thành nữ diễn viên chính xuất sắc của giải Bách Hợp thuộc Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc. Năm 2008, cô tiếp tục nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LSP Tây Hollywood lần thứ hai với phim điện ảnh Long Chi Vũ. Năm 2012, Phạm Văn Phương chính là nữ diễn viên được yêu thích nhất châu Á của giải Hoa Đình và tiếp tục mở rộng tên tuổi trong các phim truyền hình cổ trang Đại Hán Tình Duyên, Vân Trung Ca, Thần Điêu Đại Hiệp ra mắt năm 2013. Những thành công trong nghệ thuật đã giúp Phạm Văn Phương được chọn làm gương mặt đại diện cho hơn 10 nhãn hàng quốc tế. Từ trang sức thời trang cho đến điện thoại, thức ăn nhanh, suốt nhiều năm nay, Phạm Văn Phương cũng là người tích cực trong các hoạt động cộng đồng và thường tham gia rất nhiều chương trình từ thiện có ý nghĩa. Khi Đài Loan bị động đất, cô đã tích cực quyên góp để hỗ trợ, ngoài ra cô còn cùng với khán giả và công chúng quyên góp tiền giúp các bệnh nhân bị bệnh thận.
Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với danh tiếng của mình, Phạm Văn Phương vinh dự được là đại sứ du lịch của Singapore. Thành phố Melbourne, Úc, đại diện của Malaysia, thành phố Nam Kinh, Trung Quốc, ngôi sao giữa đời thường. Trong cuộc sống riêng, Phạm Văn Phương muốn cuộc sống bình thường, tận hưởng những thú vui đời thường. Do thường phải đi làm xa nhà nên cô luôn tìm cách bù đắp cho gia đình mình, nữ diễn viên đã mua những ngôi nhà cao cấp để cha mẹ an dưỡng tuổi già. Người đẹp không hề bị nhiễm những thói xấu của showbiz, các cuộc vui ở chốn phù hoa luôn vắng mặt Phạm Văn Phương. Sau giờ đi làm, cô thường gặp gỡ những người bạn tri kỷ ngoài giới nghệ thuật, đây là những người bạn đã gắn bó với cô từ nhiều năm nay và luôn động viên. Hỗ trợ Phạm Văn Phương, dù đã gia nhập làng giải trí nhiều năm nhưng Phạm Văn Phương luôn giữ gìn hình ảnh của mình rất tốt. Nói không với việc nổi tiếng bằng thị phi, cô xây dựng cho mình một con đường riêng, trưởng thành bằng tài năng của mình. Chính nhờ lối sống lành mạnh, tích cực mà ở tuổi 48, cô vẫn giữ được vẻ trẻ trung và sự quyến rũ. Từ ngày nổi tiếng chỉ sau một đêm cho tới ngôi mỹ nhân số 1 màn ảnh Singapore, chị cả của làng giải trí đảo quốc sư tử. Cô luôn sống tích cực, nỗ lực, khiêm tốn, chân thành nên được rất nhiều người yêu mến. Thái độ cư xử nhã nhặn, đúng mực của Phạm Văn Phương đã ảnh hưởng rất nhiều đến người hâm mộ. Sức ảnh hưởng của Phạm Văn Phương ở Singapore lớn đến độ đám cưới của cô với tài tử Lý Minh Thuận năm 2009 được truyền hình trực tiếp trên kênh 8 của Mediacorp. Đây là tập cuối của chương trình đặc biệt dành cho đôi vợ chồng nổi tiếng này, trước khi kết hôn. Họ đã có hơn 10 năm quen biết, hẹn hò, hai tập đầu ghi lại những cuộc phỏng vấn, quá trình chuẩn bị đám cưới của cặp đôi. Tập cuối là tiệc cưới có sự hiện diện của những khách mời là dàn nghệ sĩ tên tuổi nhất của Singapore. Châu Á và thế giới, đây là sự kiện hy hữu nhất từ trước đến nay đối với đảo quốc này. Sau khi kết hôn, Phạm Văn Phương vẫn miệt mài làm việc cho đến khi sinh con trai Z vào ngày 9 tháng 8 năm 2014. Sau đó, cô quyết định dành toàn tâm toàn ý cho cậu bé, chuyện phải ở nhà chăm con không hề dễ dàng với người chăm chỉ. Yêu nghề và đang kiếm được rất nhiều tiền như Phạm Văn Phương, thế nhưng cô đã chấp nhận lui về hậu phương để chồng phát triển sự nghiệp. Nữ diễn viên dành thời gian trang trí phòng ngủ, vẽ truyện tranh cho con, như một bà nội trợ thực thụ. Vốn là người yêu vợ và hiểu khao khát làm nghệ thuật của cô, Lý Minh Thuận luôn khuyến khích Phạm Văn Phương tham gia những sự kiện của làng giải trí. Chương trình truyền hình thực tế, trong thời gian ngắn để đỡ nhớ nghề, nhờ có sự yêu thương và cảm thông của ông xã nên Phạm Văn Phương luôn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Rạng rỡ, dù không đóng phim nhưng cô vẫn là gương mặt quảng cáo đắt giá, các nhãn hàng thời trang thường xuyên gửi tặng quà cho con trai Phạm Văn Phương. Trang cá nhân Facebook, Instagram của cô có lượng người theo dõi khá đông, vợ chồng cô đang dành rất nhiều tình cảm yêu thương cho cậu con duy nhất. Bé Z đã được cha mẹ đưa về thăm quê cha đất tổ ở Trung Quốc và du lịch khắp thế giới. Gia đình ba người của Phạm Văn Phương lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và niềm vui, hy vọng cuộc sống của cô sẽ mãi mãi viên mãn. Ngô Thanh Liên Thần Điêu Đại Hiệp 1998, cùng năm cùng vai diễn với Phạm Văn Phương nhưng Ngô Thanh Liên bị chê thậm tệ hơn cả nữ diễn viên Singapore. Chưa bàn đến diễn xuất không mấy nổi bật của Ngô Thanh Liên, chỉ riêng trang phục màu đen của tiểu long nữ cũng đủ khiến khán giả bức xúc. Đặc biệt là fan của truyện kiếm hiệp Kim Dung không hài lòng từ một nàng tiểu long nữ thanh thuần với trang phục trắng. Cô trong bộ phim do Dương Bội Bội bị ném đá vì quá khác so với nguyên tác khi diện toàn đồ đen. Cách làm tóc không phù hợp cũng vì tạo hình quá khác biệt, Dương Bội Bội từng bị Kim Dung cấm không cho dựng phim từ các tác phẩm của ông. Lưu Diệc Phi, Thần Điêu Đại Hiệp 2006. Ngoài Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi cũng là cái tên được nhớ đến nhiều nhất khi nhắc về tiểu long nữ. Nhan sắc thanh thuần, thoát tục, Lưu Diệc Phi rất thành công khi trở thành trưởng môn phái cổ mộ trong tiểu thuyết của Kim Dung. Thế nhưng, nếu hiện tại Lưu Diệc Phi khiến nhiều khán giả lắc đầu ngán ngẩm vì diễn xuất của mình thì thời điểm Thần Điêu Đại Hiệp 2006 lên sóng cũng vậy. Tiểu long nữ của Lưu Diệc Phi xinh đẹp, trong sáng nhưng diễn xuất không được đánh giá cao. Tuy nhiên, khó có thể phủ nhận đây là giai diễn để đời của Lưu Diệc Phi, bởi từ sau phim này, sự nghiệp của cô phát triển mạnh mẽ. Lưu Diệc Phi xuất hiện lần đầu tiên trên màn. Sau đó cô được đạo diễn Du Tiến Minh mời vào vai bà Tú Châu trong phim Gia Tộc Kim Phấn. Tiếp đó, cô vào vai Dương Ngự Yên trong Thiên Long Bát Bộ cùng Lâm Chí Vĩnh. Dương Ngự Yên chính là vai diễn đầu tiên làm khán giả biết và nhớ tới một công chúa pha lê hay mỹ nhân cổ trang Lưu Diệc Phi. Lần đầu gặp cô, nhà văn Kim Dung đã ký lên cuốn Thiên Long Bát Bộ mà cô mang tới. Cô Diệc Phi, chỉ sau khi xem nhân vật Dương Ngự Yên mà cô thể hiện,
độc giả mới biết Kim Dung không hề nói quá. Và Diệp Phi được khán giả nhớ tới dưới danh Xuân Thần Tiên Tỷ Tỷ kể từ vai diễn Phổ Trang đầu tay này. Tuy còn thiếu kinh nghiệm diễn xuất nhưng với sự ủng hộ của cha nuôi, trong quá trình đóng phim cô được đạo diễn mở lớp dạy cấp tốc tại phim trường. Sau bộ phim Thiên Long Bát Bộ, Diệp Phi lập tức được xếp vào hàng ngôi sao ở Trung Quốc. Năm 2005 và 2006, cô đã thành công với hai bộ phim truyền hình ăn khách với vai Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp cùng với Hồ Lan và vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp cùng với Huỳnh Hiểu, Minh Trùng với thời điểm tốt nghiệp học viện điện. Thần Điêu Đại Hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiếm Hiệp cùng tên của nhà văn Kim Dung. Thần Điêu Đại Hiệp vượt qua phim Thất Kiếm với danh hiệu phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất châu Á năm 2006. Bước vào âm nhạc, năm 2006, cô ký hợp đồng với hãng Sony Music để thu album, chính thức bước chân vào làng âm nhạc với album mang tên Ồ. Hiện nay cô đã phát hành hai album, Lưu Diệp Phi hãng Sony BMG Music Entertainment Hong Kong Limited và Ôn Mi Quốc hãng Sony Music. Ngoài ra cô còn có một đĩa đơn tiếng Nhật là Mây. Bài hát Mây On Naka No Yoa đã xuất hiện trên truyền hình Nhật Bản như là ca khúc kết thúc của chương trình Demashita, Power Pop Girls Z. Chỉ sau một tháng, 60 vạn bản đã được tiêu thụ một cách nhanh chóng. Sau đó cô còn tung ra thị trường một đĩa đơn tiếng Nhật có tên là Mây Dương ra thế giới. Cùng trong năm 2006, Diệp Phi cũng được hóa trang thành nhân vật nữ thần trong liên hoan phim Kim Ương. Cô cũng trở thành hình Trendstyle, Miss Hell, Cosmogirl, Young. Năm 2008, cô đã trở thành nữ diễn viên Trung Quốc thứ hai sau Chương Tử Di ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí William Morris Agency, một trong ba công ty giải trí lớn nhất nước Mỹ, bệ phóng của nhiều tên tuổi lớn trên thế giới như Mel Gibson, Reese Witherspoon, Halle Berry, Julia Roberts, Thành Long, Chương Tử Di. Cuối năm 2005, Diệp Phi đã được chọn là một trong tứ đại hoa đáng đương đại của Trung Quốc bên cạnh Lý Băng Băng, Trần Hảo và Huỳnh Thánh Y. Đến năm 2006, cô cũng góp mặt trong top 10 người đẹp cổ trang cùng Huỳnh Hiểu Minh, Lục Nghị, Lý Á Bằng, Nghiêm Quang, Triệu Văn Trác, Trần Hảo, Huỳnh Dịch, Cao Diên Diên và Thủy Linh. Cùng năm, cô cũng được nhận giải ngôi sao ăn mặc phong cách nhất Trung Quốc. Gần đây nhất, báo điện tử Tom.com đã chọn ra 10 mỹ nữ nổi tiếng nhất Trung Quốc. Diệp Phi xếp thứ 3 sau Tôn Lệ, Triệu Di, đứng trên Thủy Linh, Lý Băng Băng, Phạm Băng Băng, Châu Tấn, Hồ Khả, Mai Đình và Ân Đào. Không những thế, báo điện tử Soho con cũng xếp cô vào top 10 diễn viên Trung Quốc xinh đẹp nhất, bao gồm Triệu Di, Trần Hồng, Triệu Nhã Chi, Chu Tuệ Mẫn, Trương Bá Chi, Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Lý Vũ Xuân và Lâm Thanh Hà. Qua một cuộc bầu chọn khác trên mạng, Diệp Phi chỉ chịu xếp sau Triệu Di trong khoảng nữ diễn viên được yêu thích nhất Trung Quốc. Năm 2008, Lưu Diệp Phi đóng phim Vua Cung Phu cùng với Thành Long và Lý Liên Kiệt, đánh dấu một bước ngoặt ấn tượng trong sự nghiệp của cô. Đây là bộ phim nói tiếng. Đáng chú ý hơn nữa là kinh phí của bộ phim này lên tới 70 triệu đô la Mỹ và đạo diễn của phim là người từng sản xuất bộ phim hoạt hình nổi tiếng Vua Sư Tử của hãng phim Walt Disney. Năm 2010, Lưu Diệp Phi tái xuất với hai dự án. Đầu tiên là Thông Cáo Tình Yêu, phim điện ảnh đầu tay do nam ca sĩ nổi tiếng Đài Loan Dương Lực Hoành làm đạo diễn. Sau khi kết thúc những cảnh quay trong bộ phim này, đầu tháng 6 Diệp Phi bắt tay vào tham gia bộ phim thứ hai là Thiến Nữ U Hồn. Đây là bộ phim được chuyển thể từ một truyện ngắn nổi tiếng rút từ tập Liêu Trai Chí Dị của nhà văn nổi tiếng Bồ Tùng Linh. Thiến Nữ U Hồn từng được đưa lên màn ảnh rộng vào năm 1987 với diễn viên chính là Dương Tổ Hiền vai Nhiếp Tiểu Thiến và Trương Quốc Vinh vai Ninh Thái Thần. Bộ phim này đã trở thành một tác phẩm kinh điển, bởi vậy, việc làm lại tác phẩm này nhận được rất nhiều sự quan tâm, nhất là khi kinh phí đầu tư cho phim ước tính lên tới 20 triệu đô la Mỹ và đạo diễn của phim là Diệp Dĩ Tính, một đạo diễn Hồng Kông tên tuổi và gần đây đã gây được tiếng vang với nhiều tác phẩm xuất sắc. Trong phim, Diệp Phi vào vai nữ chính Nhiếp Tiểu Thiến, một tiểu hồ ly xinh đẹp, quyến rũ nhưng bị yêu pháp khống chế linh hồn, không thể siêu thoát. Để đảm nhận vai diễn này, Diệp Phi đã phải vượt qua rất nhiều những tên tuổi lớn của điện. Chương Tử Di, Lý Băng Băng, Châu Tấn. Năm 2019,
Những trailer đầu tiên về phim Hoa Mộc Lan Mua Lừng do Lưu Diệt Phi thủ vai phiên bản điện. Đời tư, Lưu Diệt Phi bắt đầu công khai hẹn hò với nam diễn viên Hàn Quốc Song Seung, quen vào đầu tháng 8 năm 2015 sau khi tham gia vai chính trong phim Tình Yêu Thứ Ba. Nhưng họ đã xác nhận chia tay vào tháng 1 năm 2018 sau hơn 2 năm gắn bó. Trần Nghiên Hy, Thần Điêu Đại Hiệp 2016. Sau Ngô Thanh Liên, Trần Nghiên Hy cũng bị chê bai thậm tệ khi vào vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp do biên kịch Vàng Vu Chính thực hiện. Trần Nghiên Hy từ nữ thần thanh xuân được yêu thích trong Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi lại trở thành cô đùi gà bị ném đá vì mái tóc khó hiểu. Thời điểm phim ra mắt, mái tóc đùi gà của Trần Nghiên Hy cũng trở thành đề tài chế ảnh của cư dân mạng. Bên cạnh đó, gương mặt cầu bỉnh và phúc hậu của nữ diễn viên cũng bị chê là không phù hợp với tiêu chuẩn của Tiểu Long Nữ. Bao thế hệ bạn đọc xưa nay vốn coi Tiểu Long Nữ là nữ nhân vật đẹp, kinh điển nhất nhì của tiểu thuyết Kim Dung. Nàng sở hữu nhan sắc thần tiên băng thanh ngọc khiết, tính cách lạnh lùng cùng tâm hồn trong sáng như gương, dịu dàng như ngọc. Đến lần cải biên mới nhất dưới bàn tay vị biên kịch nổi tai tiếng Vu Chính, cô Long bỗng hóa thành vị trưởng môn phái cổ mộ đi theo hình tượng cô gái nhà bên, một thiếu nữ hoạt bát, nhí nhạch, hay hờn rỗi, làm đục. Mặc dù từ trước khi lên sóng đã được cảnh báo về sự sáng tạo cột mắt biên kịch hoàng, nhưng đến khi chính thức diện kiến trên màn ảnh truyền hình, nhiều khán giả vẫn không tránh khỏi thất vọng tràn trề. Chân dung Tiểu Long Nữ phiên bản mới bị phê dở tệ về mọi mặt, từ khí chất, tạo hình cho đến biểu cảm diễn xuất và giọng lồng tiếng. Luận về diện mạo, câu thiết kế tạo hình cho nhân vật Tiểu Long Nữ ở phần đầu phim bị chê không tiếc lời. Đoàn làm phim vốn muốn xây dựng một hình ảnh Tiểu Long Nữ thời thiếu nữ trẻ trung nên đã để cô búi tóc cao hai bên, chải hất ngược về sau. Tuy nhiên, khi lộ diện trên màn ảnh, màn hóa trang cưa sừng lại thành phản tác dụng. Nguyên nhân bởi kiểu đầu đã tố cáo nhược điểm gương mặt tròn trị, chẳng hề thon gọn của cô đào Đài Loan Trần Nghiên Hy trước ống kính. Thay vì cái tên Tiểu Long Nữ, netizen trung hiện rộ lên chào lưu gọi nữ chính tân thần điêu bằng biệt danh Tiểu Long Bao Bánh Bao cũng là do bốt tóc bất điểm kể trên. Tiểu Long Nữ 2014 yếu ngoại hình, kém khí chất. Bởi vậy, câu nói của Trần Chí Bình bình luận về nhan sắc cô Long, trên thế gian sao lại có một vị cô nương đẹp tuyệt trần đến nhường này, đã trở thành lời thoại chọc cười với người xem. Một điểm trừ lớn nữa về nữ chính Thần Điêu Đại Hiệp 2014 là lối diễn hành động cứng nhắc. Dưới ngòi bút Kim Dung, Tiểu Long Nữ dùng giải lụa trắng thi triển ngọc nữ tố tâm kiếm pháp, vừa thanh tao, nhịp nhàng, quyển chuyển lại vừa uy lực. Còn màn đóng cảnh hành động của Trần Nghiên Hy bị cho đã vô tình phá hỏng hết nét tinh quý của môn kiếm pháp tuyệt đẹp từ nguyên tác này. Một độc giả trang Nhân Dân Trung Quốc bình luận, xem trường đoạn Tiểu Long Nữ 2014 phi thân, vương mình lên không trung với giải lụa mà tôi nín thở theo vì cô ấy trông đầy nặng nề. Chỉ trực rơi ngã, Trần Nghiên Hy làm chưa tốt các pha hành động, thi triển võ công còn quá cứng và gượng ép. Thêm vào đó, những thước hình quay trực diện còn khiến Trần Nghiên Hy mất điểm vì biểu cảm kém linh hoạt và hơi thô, nhất là lúc cười. Giọng lồng tiếng cũng là yếu tố mất điểm không nhỏ vì nghe có phần hơi dừ. Thêm vào đó lại thiếu cảm xúc, như đọc thoại trả bài. Một đoạn tâm tình sến của cặp đôi quá Long từ clip nhá hàng Thần Điêu Đại Hiệp 2014. Cô Long, mỗi ngày quá nhi nhớ ta bao nhiêu lần. Dương quá, ít nhất mỗi ngày 200 lần. Cô Long, có 200 lần thôi ư? Chưa đủ, ta muốn 300 lần cơ. Dương quá, buổi sáng sẽ nhớ cô 200 lần, buổi chiều nhớ cô 200 lần, buổi tối 200 lần. Thần Điêu Đại Hiệp 2014 mới khởi động quá trình phát sóng. Chặng đường Tiểu Long Nữ chinh phục người xem đại lục chỉ vừa bắt đầu. Truyền thông Hoa ngữ dự đoán, cùng với việc tình tiết Thần Điêu Đại Hiệp 2014 dần phát triển, nhất là khi chuyện tình được giới thiệu là rất cởi mở giữa Tiểu Long Nữ với đồ đệ Dương Quá còn ở phía sau, chắc hẳn sẽ còn nhiều điều xôn xao về cô Long phiên bản cải biên mới này. Mao Hiểu Tuệ, Thần Điêu Đại Hiệp 2019. Trong phiên bản mới nhất của Thần Điêu Đại Hiệp, Mao Hiểu Tuệ, nữ diễn viên sinh năm 1996 được đánh giá cao vì nhan sắc xinh đẹp, thanh tao rất phù hợp với tạo hình Tiểu Long Nữ. Từ một cái tên vô danh, gây tranh cãi khi công bố dàn diễn viên, Mao Hiểu Tuệ dần chiếm được tình cảm từ khán giả.
Phim chưa lên sóng nên diễn xuất của nữ diễn viên chính X vẫn còn là dấu chấm hỏi, nhưng chỉ riêng phần tạo hình, cô nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng và có bình luận còn so sánh Mao Hiểu Tuệ với mỹ nhân Trương Bá Chi. Thần Điêu Đại Hiệp 2019 được khởi quay từ tháng 6. Thay vì mời dàn diễn viên có tiếng, ekip đã lựa chọn những gương mặt mới. Đảm nhận vai nữ chính là Mao Hiểu Tuệ. Trên Lưu Tu Quang, Mao Hiểu Tuệ được ca ngợi đẹp hơn Lưu Diệc Phi. Mao Hiểu Tuệ sinh năm 1996 tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải khoa diễn xuất. Khi ekip công bố Mao Hiểu Tuệ được mời vào vai Tiểu Long Nữ, khán giả rất bất ngờ, bởi ngoài đẹp ra, Mao Hiểu Tuệ chưa có bất kỳ dấu ấn nhỏ nào tại showbiz. Trước khi trở thành diễn viên, cô chỉ được nhắc đến như một hot girl mạng xã hội. Năm 16 tuổi, hình ảnh Mao Hiểu Tuệ vô tình lọt vào ống kính khi cô đến sân bóng rổ cổ vũ. Ngay sau đó, cư dân mạng Trung Quốc gọi cô là hot girl bóng rổ. Nhờ vẻ ngoài ăn ảnh, Mao Hiểu Tuệ từng được mời đóng quảng cáo, nhưng cô lại từ chối những đề nghị này để tập trung việc học. Năm 2014, cô đỗ 3 trường nghệ thuật, Học viện Hí kịch Thượng Hải, Học viện Nghệ thuật Nam Kinh và Học viện Nghệ thuật Giải phóng quân. Năm 2018, Mao Hiểu Tuệ bén duyên diễn xuất khi tham gia phim Cây Dâm Mục Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú, vào vai nữ chính Hoa Mộc Cẩn. Ngay sau đó, cô được ưu ái mời đảm nhận vai Tiểu Long Nữ. Vai diễn này từng giúp Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng nổi tiếng. Cư dân mạng hy vọng đây cũng là bước ngoặt trong sự nghiệp người đẹp 22 tuổi. Trang Weibo của cô hiện chỉ có khoảng 30.000 người theo dõi. Mao Hiểu Tuệ cũng hiếm khi chia sẻ ảnh cá nhân. Nhiều người đánh giá Mao Hiểu Tuệ có vẻ đẹp na ná Trương Bá Chi. Tôi không ngờ mình nhận được cơ hội lớn như vậy. Tiểu Long Nữ là vai diễn thử thách bởi có quá nhiều đàn chị thành công trước đó. Nữ diễn viên 22 tuổi nói, Mao Hiểu Tuệ hy vọng sẽ mang lại màu sắc mới cho nhân vật quá quen thuộc. Nhiều nhà phê bình lo ngại bộ phim khó thành công ngoài mong đợi do kịch bản Thần Điêu Đại Hiệp được làm lại quá nhiều lần. Lần gần nhất là phiên bản năm 2014. Vẻ đẹp hiện đại và thanh tú của Mao Hiểu Tuệ, nàng Tiểu Long Nữ mới của màn ảnh Hoa Tử.